Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng tiếp tục cập nhật một đợt hàng. Trong đây là 4 cặp loa full cao cấp đến từ những thương hiệu lừng danh thế giới. Trước mắt quý vị và các bạn là 3 cặp loa full của Nestle model PS10. Nestle là một trong những thương hiệu đứng đầu trên thế giới về các dòng loa chuyên nghiệp. Ngày hôm nay Tiến Dũng cũng về được một cặp loa HK Audio đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Đức. Đây cũng là một sản phẩm rất cao cấp. Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết đến quý vị và các bạn về những sản phẩm này. Những sản phẩm này đều do các bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn và ship trực tiếp từ Mỹ về với tình trạng zin nguyên bản, nguyên bụi trời Tây. Những cặp loa Nestle này quý vị và các bạn có thể sử dụng để nghe nhạc sôi động và để hát karaoke chuyên nghiệp. Tiếng của nó rất tuyệt vời. Ngày nay Tiến Dũng về được 3 cặp loa Nestle PS10. Trong đây có bao gồm cả đủ bộ, đó là những chiếc controller của PS10. PS10 là một model với phân khúc giá khá bình dân của thương hiệu Nestle. Tuy nhiên thì với mức giá xuất xưởng của nó cũng không hề rẻ. Mức giá xuất xưởng của những cặp loa này cách đây khoảng cỡ 5 năm, 10 năm thì nó dao động khoảng cỡ 120 cho đến 140 triệu trên một cặp. Và Tiến Dũng phục vụ quý vị và các bạn với những sản phẩm hàng bãi tuyển chọn riêng với bản. Tuy nhiên thì mức giá cạnh tranh hơn rất nhiều. Đây là e-căng của loa. Khi chúng ta đậy vào thì tổng thể của loa như thế này. E-căng bằng sườn bằng sắt và lưới mút ở phía mặt trước. Model là PS10. Những sản phẩm này là thương hiệu của Pháp, sản xuất ở Pháp, Made in France. Loa này sử dụng một loa bát full loại 25cm, màng giấy, gân, vải. Một loa chép kèn có họng rất lớn ở đây. Đây là hai lỗ thông hơi của loa. Phần thùng loa được hãng sử dụng ván rất chắc chắn và phía bên ngoài trang trí bằng một lớp sơn sần. Hai bên là hai quai sách. Mẫu loa này có kích thước khá nhỏ gọn, chúng ta có thể sử dụng để cho các không gian gia đình hoặc các không gian ngoài trời. Ví dụ như anh em có thể sử dụng trong các không gian gia đình tầm 50 cho đến hàng trăm mét vuông, hoặc có thể mang ra ngoài sân, ngoài vườn, ngoài ngõ để có những giây phút giải trí karaoke và nhạc sôi động. Kích thước chiều ngang ước tính khoảng cỡ 35cm, chiều sâu khoảng 35 và chiều cao của loa này khoảng cỡ 55cm. Đây là kích thước ước tính để quý vị và các bạn có thể cân nhắc trong không gian gia đình mình. Đây là thông số và tem phía mặt sau. Made in France. Loa này được sản xuất tại chính nước Pháp, Made in France. Đây là một sản phẩm rất cao cấp. Như hồi nãy giờ Tiến Dũng có chia sẻ với quý vị và các bạn, đây là thương hiệu lừng danh và nổi tiếng nhất trên thế giới về các dòng loa chuyên dùng. Mẫu loa PS10 có công suất từ 200W cho đến 500W trên một thùng trở kháng 8 ô. Độ nhạy của loa này lên đến 98 dB, nó rất nhạy. Mẫu loa này sẽ thích hợp cho việc nghe nhạc sôi động và hát karaoke chuyên nghiệp, tiếng của nó rất tuyệt vời. Đi cùng bộ với hệ thống loa này là một controller. Một controller quý vị và các bạn có thể hiểu một cách đơn giản, đây là bộ cắt tần số của loa. Với các mẫu loa này thì controller sẽ được bán rời, tuy nhiên thì Tiến Dũng về trong đợt này về chung sẽ bán chung combo. Nestle này có một controller, ở đây chúng ta thấy hãng sử dụng là điện châu Âu 230V. Ở đây là điện AutoVolt 115 cho đến 230V, Made in France, tất cả là được sản xuất tại Pháp. Hai cổng kết nối ngõ vào input ở đây, 3 cổng xuất tín hiệu ngõ ra, bao gồm 2 cổng full và 1 cổng sub. Những controller này sẽ giúp cho âm thanh của cặp loa này hay hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn cũng có thể sử dụng controller này cho các dòng loa full khác. Chúng ta sẽ có được âm thanh của chất châu Âu, tiếng rất tuyệt vời. Chọn bộ combo này bao gồm controller và một cặp loa này thì Dũng phục vụ với mức giá chỉ 38.500 trên một cặp. Với hệ thống loa này, quý vị và các bạn có thể trang bị cho các không gian lớn trong gia đình tầm 50m cho đến hàng trăm mét vuông. Chúng ta nên có một loa superwoofer, tức là loa siêu trầm để âm thanh tốt hơn. Các dòng loa siêu trầm thì quý vị và các bạn lưu ý, chúng ta cần có một công suất đủ mạnh thì nó mới phủ được hết. Tại vì cái tiếng full của các dòng loa này nó rất mạnh, âm thanh của nó đi rất xa. Xin lưu ý với quý vị và các bạn, những anh em có các không gian nhỏ tầm dưới 40m², chúng ta không nên lựa chọn mẫu loa này bởi âm thanh của dòng này rất mạnh, dù bass của nó chỉ 25cm. Tuy nhiên thì có thể nó sẽ mạnh hơn cả những dòng bass 40cm của các thương hiệu khác. Quý vị và các bạn lưu ý. 38.500.000 cho một cặp bao gồm cả controller và một cặp loa. Tiến Dũng bao zin và bao đúng hàng Pháp xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Thủ tục mua sản phẩm rất đơn giản, quý vị và các bạn có thể chuyển đủ tiền trước một lượt. Tiến Dũng bao phí vận chuyển toàn quốc.
hoặc quý vị có thể đặt cọc trước 20%, nhận hàng, kiểm tra hàng xong thanh toán nốt số tiền còn lại. Những mẫu loa này quý vị và các bạn có thể phối ghép vào những chiếc main power hay còn là gọi là những chiếc cục đẩy công suất, có công suất ngõ ra tầm từ 200 cho đến 500 W trên một kênh là vừa. Ngoài ra quý vị và các bạn cũng có thể phối ghép vào các dòng âm ly bình dân của Hàn Quốc như là âm ly Jaguar, âm ly Boston Audio, âm ly California. Các dòng âm ly của hàng bãi nội địa Nhật quý vị có thể lựa những chiếc âm ly có công suất lớn, ví dụ như là Denon 2000, vân vân. Nhìn chung với những dòng loa này chúng ta nên phối ghép với những chiếc main power cục đẩy công suất thì nó sẽ cho âm thanh tốt nhất. Phía bên đây là một sản phẩm nữa đến từ châu Âu, đây chính là HK Audio. Ở đây thì Dũng đang để cái e-căng của nó dưới này. Đây là một cặp loa full có cấu hình nhỏ, sẽ phù hợp cho các không gian nhỏ tầm 50m² đổ lại. Mẫu loa này là HK Audio model IL8.1. Dòng này có công suất là 200W trên một thùng, trở kháng 16 ohm. Phần thùng loa được hãng trang trí bên ngoài bằng sơn sần, rất đẹp và chắc chắn. Loa này sử dụng một loa bát full loại 20cm, màng giấy và gân vải. Một chép kèn ở phía trên này, hai lỗ thông hơi. Khi chúng ta đẩy e-căng vào thì tổng thể của loa nhìn thế này, nhìn nó rất xinh xắn, rất đẹp. HK Audio model của cặp loa này là 8.1, IL8.1. Đây là sản phẩm được sản xuất tại chính nước Đức, Made in Germany, quý vị và các bạn lưu ý. Với những sản phẩm này thì sẽ thích hợp cho việc nghe nhạc sôi động và hát karaoke. Quý vị và các bạn nên có một chiếc loa siêu trầm Superwoofer thì âm thanh nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Cặp loa này Tiến Dũng phục vụ với mức giá chỉ 9 triệu. Loa này sẽ phù hợp cho việc chơi đa thể loại dòng nhạc, đặc biệt là các dòng nhạc sôi động và việc hát karaoke chuyên nghiệp. Loa này sẽ thích hợp cho các không gian nhỏ tầm cỡ 20 cho đến 50m². Chúng ta nên có một loa Superwoofer, loa siêu trầm thì âm thanh sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ 9 triệu cho cặp loa HK Audio đến từ châu Âu. Tất cả những sản phẩm này thì Dũng đều bao zin và bao đúng hàng xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại ở trên góc phải màn hình. Ngay sau video này thì Tiến Dũng sẽ lau dọn sạch sẽ và nó sẽ tinh tươm hơn rất nhiều. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.